Vì Cha yêu con lắm đây, vì Cha yêu con biết mấy. Tuy rằng Cha lo lắng thế, nhưng lòng Cha không thể nói. Để đôi khi con vẫn hỏi, vì sao Cha nghiêm khắc mãi? Tha rằng Cha như sắt đá, đến mai này con thật thà. Vì sao khi con vấp ngã, bàn tay Cha không đỡ lấy? Là vì Cha mong muốn thấy sau này con thêm vững bước. Vì Cha yêu con lắm đây, biết không chàng trai nhỏ dại, dù thế nào vẫn yêu con nhiều. Dường như con đang rất buồn vì khoảng cách hai ta như xa thế, vì không hiểu nhau mà con đâu